Hai mọi người lại là bạn bảo của mọi người nè. Hôm nay của nhà mình như thế nào? Hôm nay mọi người có được nhiều niềm vui không? Công việc có mệt không? Có áp lực không? Và những lúc như vậy thì mọi người có buồn chán, mọi người có suy nghĩ là rốt cuộc là tại sao mình lại có mặt trên đời này không? Cô không biết nói thế nào nữa, mình vô phần ngày hôm nay luôn nha. Ý nghĩa của tồn tại là gì? Thỉnh thoảng câu hỏi này nảy ra trong chúng ta. Từ một góc độ triết học hoặc từ một quan điểm nhuốm màu tuyệt vọng, quan điểm cho rằng cuộc sống vô nghĩa thường là cốt lõi của bệnh trầm cảm, không có câu trả lời dễ dàng, ngoại trừ những người tuân theo một góc nhìn tôn giáo với cái nhìn mang tầm vũ trụ, về chính vũ trụ và ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, kể từ thế kỷ 19, sự suy giảm ảnh hưởng của tôn giáo trong thế giới phương Tây đã dẫn đến việc nhiều người ngày càng nhận ra rằng nếu thiếu tôn giáo, cuộc sống chẳng có một mục đích nào rõ ràng. Như triết gia Jean Paul đã nói vào năm 1965, tất cả những thứ đang tồn tại được sinh ra chẳng vì lý do nào cả, sống trong sự yếu đuối và chết đi bởi sự ngẫu nhiên. Thật vô nghĩa khi chúng ta được sinh ra, và cũng thật vô nghĩa khi chúng ta chết đi. Với các nhà trị liệu tâm lý theo chủ nghĩa hiện sinh, chính nhờ nhận ra sự thật này mà chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa sống. Các truyền thuyết cổ xưa từ khắp nơi trên thế giới cho thấy việc loài người đi tìm ý nghĩa tồn tại cũng lâu đời như chính sự tồn tại của chúng ta. Và trên thực tế, tồn tại và ý nghĩa dường như gắn bó chặt chẽ với nhau. Theo các nhà triết học như Martin, chúng ta cho rằng một con người được tạo ra vì lý do nào đó cũng giống như một cây kéo chẳng hạn. Khi ta cần cắt một thứ gì đó cho dễ dàng, cây kéo đã được phát minh. Mọi vật được tạo ra với một mục đích. Vì vậy, theo lối suy luận này, điều đó có nghĩa là con người cũng phải được tạo ra vì một mục đích, ngoại trừ việc chúng ta vẫn chưa thể tìm ra được mục đích ấy. Tại sao chúng ta lại ở đây? Vũ trụ hay cá nhân? Nhà trị liệu tâm lý hiện sinh Irving Yalom cho rằng việc tìm thấy một ý nghĩa của tồn tại là điều thiết yếu đối với chúng ta, bởi thông qua đó chúng ta mới đạt được giá trị, hoài bão, lý tưởng và mục tiêu. Nó mang đến nền tảng cho cuộc sống của ta. Và dù ban đầu câu hỏi là ý nghĩa của tồn tại là gì, thì trên thực tế nó lại là ý nghĩa để tôi tồn tại là gì. Đây là câu hỏi mà chúng ta đang tìm cách trả lời. Có thể trả lời câu hỏi đầu tiên bằng cách đề cập đến một khuôn khổ vũ trụ, chẳng hạn như Chúa. Nhưng các nhà hiện sinh dứt khoát bác bỏ giải pháp này. Chúng ta ở đây một mình, không hề có mục đích hay kế hoạch được sắp đặt trước, và chúng ta chịu trách nhiệm cho những gì chúng ta làm với cuộc sống của mình. Theo nghĩa này, các nhà trị liệu tâm lý hiện sinh đặt trách nhiệm rất lớn lên khách hàng của họ. Chúng ta có được tự do tuyệt đối, và chính là nhờ lựa chọn tự do mà mỗi người chúng ta gây dựng một cuộc đời ý nghĩa. Chẳng có quy luật tối thượng nào để ta trông cậy, mà ta phải phát triển những giá trị, mục tiêu và mục đích sống của riêng mình. Như già làm lưu ý, mọi chuyện xảy ra trên cái nền bối cảnh của một thế giới, nơi để được bảo vệ, chúng ta không thể trông cậy vào điều gì khác ngoài bản thân. Điều này làm bạn hơi đáng ngại, vì mục đích của nó là như thế, cùng với sự tự do tuyệt đối, sẽ là nỗi lo lắng. Làm sao tôi biết được mình đang đưa ra sự lựa chọn đúng đắn? Tôi có thể tin tưởng bản thân không? Nhà trị liệu tâm lý Amy Van nói rằng nỗi lo lắng là mặt tối đối với sự tự do. Chúng là hai mặt của cùng một đồng xu. Nếu tôi chấp nhận theo con đường tôn giáo, thì tôi chỉ cần tuân theo đúng như thế. Nhưng nếu cơ hội rộng mở, thì tôi làm gì mà chẳng được. Tự do không đơn thuần là chỉ lựa chọn, mà sự tự do tuyệt đối bao gồm cả tự do lựa chọn sống hay chết, quá rộng lớn đến mức khiến ta choáng ngợp. Ta cảm thấy quá tải và có thể bị tê liệt. Triết gia Soren mô tả về một người đàn ông đang đứng trên một vách đá và nói rằng anh ta đang sợ hãi vì hai lý do. Thứ nhất là anh ta có thể rơi xuống. Thứ hai là anh ta có thể chiều theo thôi thúc lao mình xuống. Các nhà hiện sinh thấy chúng ta đang nhìn chằm chằm xuống vực thẳm và được tự do lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Tất cả mọi thứ đều khả thi và chúng ta chỉ có mỗi bản thân mình để dựa dẫm. Tâm lý trị liệu hiện sinh là hình thức trị liệu duy nhất lấy nền tảng từ triết học. Từ đó, ngành này cũng tự coi là một nhánh thực tiễn của chủ nghĩa hiện sinh. Ngành này thấy sự tự do của cuộc sống và mời mỗi người tìm thấy ý nghĩa cho bản thân để mở khóa được sự thấu hiểu dành cho hạnh phúc và tuyệt vọng.
Lo lắng sẽ liên tục phát sinh và chúng ta phải chọn tiến bước bất chấp cảm giác này hoặc lùi lại để lẩn tránh nó bằng cách chọn một cuộc sống bằng phẳng lặng an toàn. Nhưng lùi bước sẽ dẫn đến một kiểu sống mà như đã chết nếu chúng ta trốn khỏi cuộc sống và giấu mình trong sợ hãi. Van Der Zijn nói, chúng ta sẽ tự xa rời cộng đồng, mất kết nối, không có động lực và tuyệt vọng. Con đường này dẫn đến chứng trầm cảm. Chúng ta cần tìm thấy lòng can đảm để hành động, thay vì dựa vào thái độ tránh né hoặc lạm dụng dược phẩm. Kỹ năng nằm ở chỗ xử lý cảm giác lo lắng theo cách đúng đắn. Đó là phải đủ hứng khởi để sống hết mình, nhưng không quá căng thẳng đến nỗi trở nên rối loạn. Luôn luôn là một sự lựa chọn. Nhà tâm lý trị liệu khẳng định rằng chúng ta luôn luôn có một sự lựa chọn, ngay cả khi dường như ta chẳng còn hy vọng gì nữa. Frank có đủ chứng chỉ bác sĩ tâm thần vào những năm 1920 và tiếp tục làm việc chủ yếu với các bệnh nhân có xu hướng tự tử trước khi ông bị đưa vào trại tập trung trong Thế chiến thứ hai. Dù trước đó từng thấy những bệnh nhân được tự do nhưng lại muốn chết, bây giờ chính ông lại đang nằm trong số những người bị cầm tù phải đấu tranh để sống, bất chấp những điều kiện khủng khiếp nhất mà ta có thể tưởng tượng. Frank nói rằng trong tình huống này, chứ bạn hoàn toàn không còn gì, bạn cần làm ba việc. Đầu tiên, bạn phải có một thái độ tò mò lạnh lùng về số phận của mình. Sau đó tự lập ra các chiến lược để tồn tại. Cuối cùng và quan trọng nhất, tìm thấy một lý do để tiếp tục sống cho những phút tiếp theo. Và rồi mở rộng đến hết quãng đời còn lại của bạn. Điều này cực kỳ cần thiết. Bạn có thể chọn một khiếu hài hước u ám, một khung cảnh hoàng hôn thoáng qua nhưng đẹp đến sững sờ, hoặc ý nghĩ về người bạn yêu thương. Frank thì đã chọn nghĩ về vợ mình, người cũng đã bị đưa đến một trại tập trung, cũng như cha mẹ và anh trai của ông. Và Frank chẳng có cách nào biết được liệu họ có còn sống hay không. Nhiệm vụ của ông trong trại đã được mô tả chi tiết trong cuốn sách Đi tìm lẽ sống của ông là một cơn ác mộng. Frank nói rằng nếu bạn có thể tìm thấy một mục đích ngay cả khi khổ sở thế này, thì bạn không chỉ sống sót qua khổ nạn mà còn trưởng thành trong hành trình làm người, như nhiều người gặp ông đã làm được. Frank cho rằng khi chúng ta phải đối diện với khổ đau hay lo lắng, chúng ta bước vào một tình huống với hiểu biết rằng chúng ta luôn luôn được tự do lựa chọn ít nhất là một thứ, thái độ của chúng ta đối với tình huống. Theo cách này, chúng ta quyết định tình huống có ý nghĩa gì, và điều này cho phép chúng ta biến thách thức thành thành tựu. Ông đưa ra ví dụ về một người đàn ông tên là Jerry Long, người bị gãy cổ trong một vụ tai nạn lặn biển năm 17 tuổi và bị liệt từ cổ trở xuống. Tôi cứ coi cuộc đời mình là một thứ thật giàu đẹp, với nhiều ý nghĩa và mục đích. Thái độ của tôi và có ngày định mệnh đó đã trở thành cương lĩnh cá nhân đối với cuộc sống của mình. Tôi bị gãy cổ, nhưng tai nạn đó không thể hạ gục được tôi. Tôi biết rằng nếu không có đau khổ, tôi sẽ không bao giờ đạt được sự trưởng thành như ngày nay. Sự trưởng thành mà Frank nói chính là dạng thức của phát triển cá nhân mà hai nhà trị liệu tâm lý Abraham Maslow và Kairos gọi là sự khẳng định bản thân. Điều này xảy ra khi chúng ta trung thực với chính mình và chọn giá trị của chính mình để sống, thay vì chấp nhận một cách mù quáng những giá trị được trao cho ta. Tuy nhiên, Yalom cho rằng đây chỉ là một phần của việc tìm kiếm ý nghĩa, và bốn yếu tố khác cũng có thể gây ảnh hưởng. Lòng vị tha hay phụng sự người khác bằng cách góp phần khiến cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn sẽ giúp cuộc sống của chúng ta có mục đích. Và sự tận tụy trong một mục đích cũng thế, cho dù đó là gia đình, đất nước, hoặc một phong trào chính trị, giáo dục hoặc khoa học, khoái lạc hay niềm vui theo ý nghĩa cấp cao nhất. Chẳng hạn như sự kinh ngạc của Frank trước mỹ tượng thiên nhiên buổi hoàng hôn trong khi ông đang ở trại tập trung, nhắc nhở chúng ta về sự màu nhiệm của tự nhiên quanh mình. Cuối cùng, tính sáng tạo, kỹ năng khiến chúng ta không chỉ cải thiện lao động, vui chơi, các mối quan hệ và cuộc sống của người khác, mà còn biến cả những bi kịch khủng khiếp nhất thành chiến thắng cá nhân, giúp cuộc sống của chúng ta có mục đích. Frank cho rằng hạnh phúc không thể được ta truy cầu, mà nó chỉ có nảy sinh từ ta. Nhưng ý nghĩa và mục đích thì có thể và nên được tự do lựa chọn. Không có ý nghĩa của tồn tại, cũng chẳng có thiết kế vĩ đại nào trong vũ trụ này, không hề có hướng dẫn nào về cách sống, ngoài những thứ do mỗi cá nhân con người tạo ra. Chúng ta không có định mệnh, và mỗi người chúng ta phải quyết định làm sao để sống trọn vẹn, hạnh phúc và có ý nghĩa nhất có thể. Nếu có một mục đích cho cuộc sống, thì phải có một mục đích cho việc chịu khổ và cái chết, nhưng không ai có thể cho người khác biết mục đích này là gì. Và biết là những phần như vậy nó sẽ hơi lý thuyết một tí, nó hơi kiểu
triết học một tí, nhưng mà mình mong là nó có thể một phần nào đó gỡ một cái nút thắt nhỏ xíu 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 trong cuộc sống hàng ngày của mọi người thôi. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là bạn Bảo và hẹn gặp các bạn ở video sau nha.